Bệnh hắc lào có nguy hiểm không? Bệnh hắc lào là gì? Bệnh hắc lào có lây không? Là thắc mắc của nhiều người, trong đó có các bạn trẻ, đối tượng dễ mắc hắc lào nhất. Dưới đây là một câu hỏi của bạn đọc gửi về cho chương trình. Năm nay em 17 tuổi, gần đây em bị đốm đỏ, ngứa ở tay. Nhiều người bảo em bị hắc lào, vì thế bạn bè trêu chọc và xa lánh em. Em xin hỏi là bệnh hắc lào có nguy hiểm không? Bệnh hắc lào có lây không? Thanh Ngân, 17 tuổi, Hải Phòng. Bệnh hắc lào có nguy hiểm không? Hắc lào, hay còn gọi là bệnh lác, là một loại bệnh ngoài da rất phổ biến tại Việt Nam. Bệnh do vi nấm, có tên khoa học là Dermatophytes gây nên. Nấm này gồm có 3 loại, Trichophyton, Epidermophyton và Microporum. Nguyên nhân của bệnh hắc lào là do vi nấm gây nên. Những vi nấm này xuất hiện và sinh sôi trên bề mặt da gây tổn thương cho vùng da đó bệnh không nguy hiểm đến tính mạng người bệnh nhưng lại gây ra nhiều phiền toái biểu hiện rõ nhất của bệnh là ngứa và nổi mẩn đỏ mụn nước ngứa tăng lên mỗi khi ra mồ hôi trời nóng nực nhất là về đêm nổi mẩn đỏ có giới hạn rõ ở một vùng bề mặt của vùng da bị hắc lào thường có nổi nhiều mụn nước như phòng và tập trung ở rìa của tổn thương bệnh dai dẳng khiến cho người bệnh thấy phiền toái bực tức đêm khó ngủ do ngứa mồ hôi đầu nhiều hơn bình thường. Các vết mẩn đỏ thường xuyên xuất hiện ở chân, tay, vùng ngực, vùng háng, vùng bụng. Trong trường hợp không điều trị kịp thời và triệt đề, thì tổn thương có thể lây lan sang vùng da xung quanh, tăng kích thước, chàm hóa. Hoặc nếu bôi thuốc không đúng cách như dây sang vùng da non, bôi nhầm thuốc, có thể gây ra tình trạng phòng, chảy nước, ngứa dữ dội, loét da, thậm chí là gây bội nhiễm, ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt khi các vết thương của hắc lào bị nhiễm trùng khoảng thời gian đó người bệnh không thể làm việc bình thường sinh hoạt thoải mái và đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người vì cả lý do thẩm mỹ và sức khỏe bệnh hắc lào có lây không bệnh hắc lào là bệnh già liễu dễ lây cho người khác nhất bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh hắc lào nếu sống và làm việc trong môi trường kém vệ sinh hắc lào dễ dàng lây lan qua người với người qua đường tiếp xúc như dùng chung quần áo đồ sinh hoạt quan hệ tình dục với người bị hắc lào trên cơ thể những nốt mụn nước lan nhanh và có thể tăng về kích cỡ gây mất thẩm mỹ nếu không điều trị bệnh kịp thời do dễ dàng lây nhiễm qua các đồ dùng cá nhân nên bệnh hắc lào không chỉ ảnh hưởng tới người bệnh mà nó còn ảnh hưởng tới người xung quanh chỉ một chút sơ sót đã vô tình khiến người bệnh trở thành nguồn lây lan bệnh hắc lào nhiều người đã đặt ra câu hỏi bệnh hắc lào có tự khỏi không câu trả lời là bệnh hắc lào là bệnh không thể tự khỏi các dấu hiệu sẽ có chiều hướng giảm nếu bạn vệ sinh sạch sẽ nhưng vì nấm vẫn còn trên da nên sẽ tái phát và nặng hơn nếu như không được điều trị đúng cách. Thông thường trước khi điều trị, các bác sĩ sẽ cho làm các xét nghiệm tìm vi nấm tại chỗ rồi sẽ điều trị bằng thuốc bôi hoặc thuốc uống chống nấm. Thời gian điều trị khỏi bệnh chỉ 2 đến 4 tuần. Vì thế bệnh nhân nên đến các bệnh viện, phòng khám để được điều trị đúng cách. Phương pháp phòng và điều trị bệnh hắc lào. Hiện nay có nhiều loại thuốc dùng bôi tại chỗ với các hoạt chất là dẫn chất imidazone như Miconazole, ketoconazole, econazole rất hiệu quả trong điều trị hắc lào. Nếu bị nặng, tổn thương quá rộng, bác sĩ sẽ kê đơn kết hợp cả thuốc điều trị tại chỗ và các thuốc uống để trị vi nấm như griseofulvin, ketoconazole, itraconazole, fluconazole. Các loại thuốc này chỉ dùng khi có sự chỉ định của bác sĩ vì do thuốc có nhiều tác dụng phụ. Ngoài việc tuân thủ hướng dẫn sử dụng và chỉ định điều trị bệnh hắc lào, cần chú ý 4 điều dưới đây để phòng tránh bệnh lây lan. Trước tiên là thực hiện lối sống vệ sinh sạch sẽ, tắm gội và giặt rũ quần áo, chăn màn thường xuyên. Với những người đang bị bệnh, bên cạnh việc dùng thuốc tại chỗ, phải giật nấm ở những vật dụng cá nhân như quần áo, chăn màn, bằng cách luộc ở nước sôi 100 độ C trong vòng 15 phút. Đối với người không mang bệnh, không nên mặc quần áo chung với người khác, tránh làm việc ở nơi ẩm ướt phải thường xuyên tắm giặt và giữ khô những vùng dễ bị hắc lào như háng, nách, bẹn nếu ra mồ hôi nhiều. Không quan hệ tình dục tùy tiện. Trên là những chia sẻ cho mọi người về bệnh hắc lào có nguy hiểm không. Nếu mọi người cần tư vấn điều trị bệnh hắc lào tận gốc và các bệnh già liễu, có thể truy cập website www.chữabệnhgialiễu.net hoặc liên hệ hotline Zalo, Facebook 0966 138 230 cảm ơn mọi người đã lắng nghe video hãy ấn theo dõi kênh like và chia sẻ video tới cộng đồng hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo